Cùng nhau làm facial spa nha anh chị. Đầu tiên mình cho gel đều lên mặt này. Okay. Xong rồi bây giờ mình bắt đầu lip curl này ha. Khi mà mình đi lên á anh chị, chỗ này anh chị cần phải để ý nè, đưa nó xuống khỏi cái cục xương này rồi mới đưa lên ha. Rồi ở đây anh chị phải để ý này, nhấc cái máy lên đi nhẹ vô trong mắt thôi, đừng có chà qua chà lại ngay cái cục xương này anh chị ha. Đó, xong rồi mới đẩy lên này, đẩy từ cái đầu đẩy lên cái đuôi để nâng cái sóng mũi mình. Rồi mới quay ra đây này, mình nâng 2 phần 3 cái chân mày mình lên ha. Rồi, nâng cái chân chim lên. Đi xuống nhẹ nhàng anh chị ha. Đó. Ừ. Bây giờ mình qua bên kia. Để nâng cái sống mũi mình cho nó cao anh chị ha, cho nó sạch cái đầu mũi mình không có bị mụn cám rồi nữa. Nhẹ nhàng thôi anh chị ha. Nhẹ nhàng hết, đi chỗ này đi nhẹ nhàng. Vậy là xong một lần, giờ mình sẽ đi số 3, xong số 4 mình đi số 3 anh chị ha. Rồi mình rửa nước sạch sẽ xong rồi mình sẽ xịt lại bằng cái NAPCA anh chị. Xong rồi bây giờ Trinh mới bỏ gel vô để mà mình đi số 3 anh chị ha. Mình cho nó đều trước nè. Rồi mình sẽ xịt cho cái tay mình ướt nè. Mình bấm số 3 nè. Đó, máy hết pin. Ok, đè luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đều. Cho cái gel nó đều ra đã anh chị ha. Ok, đều rồi ha. Bây giờ mình sẽ nâng cơm. Trinh thì Trinh hay tập trung vào con mắt nhiều, tại vì Trinh sợ con mắt nó sụp á. Khi mà con mắt nó sụp á, nhìn nó già lắm anh chị. Cho nên Trinh thì Trinh tập trung vào con mắt. Vì hồi xưa Trinh cũng có những cái nếp nhăn nè, nhưng mà Trinh đã làm cho nó hết rồi đó. Cho nên bây giờ Trinh chỉ còn tập trung nhiều vào con mắt đó. Rồi xung quanh cái vùng này anh chị nó hơi dơ đó, cho nên Trinh cũng hay tập trung đó.
Và sau khi mình làm spa xong thì đây là cái lên trong vòng 15-20 phút mình rửa ra rồi mình bôi kem dưỡng da lên mình đi ngủ anh chị ha. Mến chúc cho mấy chị mỗi ngày một đẹp hơn, một trẻ hơn, một tự tin hơn với Nu Skin.